Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình đập hộp các dòng sản phẩm mới của kênh công nghệ TD. Ngày hôm nay lại hớn hở và rất là vui đây. Một dòng sản phẩm phân khúc ở phân khúc hơn 20 triệu đồng, trang bị CPU đời 10, đầu tiên về Việt Nam luôn. Và con này thì phải review luôn cho anh em. Đó là chiếc Dell G3 3500 các bạn ạ. Sản phẩm hoàn toàn khác so với dòng sản phẩm đó là 3590. Máy được trang bị con này là i5-1030H. Đấy, lần đầu tiên mình giới thiệu con i5 thế hệ 10 luôn. RAM của máy là 8GB SD256GB và sử dụng cả màn hình đó là GTX 1650 với dung lượng 4GB các bạn nhé. Máy có viền màn hình mỏng, thiết kế hiện đại, trang nhã. Và bây giờ không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng khui hộp và test dòng sản phẩm mới này có ngon lành để làm đồ họa hay chơi game hay không. Mời các bạn đón xem ngay bây giờ nhé. Đây anh em sẽ nhìn thấy thông số kỹ thuật của nó này. Pin con này của nó là 3 cell và wifi của nó là các bạn sẽ nhìn là AC này. Win bản quyền anh em nhé. À, con này còn tích hợp một tính năng là Lanomic 3D Audio. Chắc có lẽ là tích hợp tính năng âm thanh cho game này hay hơn. Đây là dòng sản phẩm sách tay từ Mỹ về các bạn ạ. Thị trường Việt Nam mình chưa có con này đâu ạ. Sách hướng dẫn sử dụng của Dell này. Và chúng ta sẽ có một cái sạc của nó ở đây 130W các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, nếu mà nhìn vào vẻ bề ngoài tớ sẽ thấy là giống hệt với phiên bản đó là 3590. Chắc có lẽ là chỉ nâng cấp về phần cứng bên trong, còn nếu mà nhìn vào đây thì giống hệt anh em ạ. Nó sẽ ở mức khoảng tầm 2,3kg thôi. Và các bạn sẽ thấy là những led thiết kế trẻ trung này. Các bạn nhìn này, đó. Chúng ta sẽ có một cái bản lề rất chắc chắn như này. Bản lề một trục. Đây, có chữ G3 đằng sau. Và cái hốc tản nhiệt thì cái điểm nhấn đây là màu xanh với hai hốc đằng sau rất thể thao luôn. Và toàn bộ vỏ máy bằng nhựa. Nhưng mà Dell nó gia cố cái vỏ bằng nhựa nó rất là chắc chắn chứ không giống như một số dòng máy tính khác vỏ nhựa mà ọp ẹp đâu các bạn ạ. Và logo ở đây màu xanh trẻ trung. Có chữ Dell này, mã chrome màu xanh. Đây các bạn sẽ thấy các cổng của nó này, đều có viền chỉ màu xanh. Nhìn máy nó khỏe hơn đúng không các bạn? Ở đây sẽ có hai cổng USB, cổng phone, cổng mic này. Tích hợp giao tiếp 3.5 và một đầu độc thẻ SD. Và việc máy có điểm nhấn này và cái G này các bạn sẽ thấy nó hơi chuếch này, chúng ta mở máy nó sẽ dễ dàng hơn đó. Và đây các bạn sẽ thấy cổng sạc này, HDMI này, cổng USB và thêm cổng LAN. Ôi hơi tiếc các bạn ơi, thiếu đi cổng USB Type-C và thậm chí là Thunderbolt cũng không có luôn. Con này hơi tiếc một chút, với phân khúc giá rẻ nó lại bớt đi hết như này, thiếu mất hai cái cổng hiện đại mà bây giờ nhiều người dùng. Bên dưới của máy thì các bạn sẽ thấy nó làm rất là thể thao, bốn cái lúm màu xanh như này để trên mặt phẳng mà không bị cập kênh. Và toàn bộ sẽ hút không khí vào đây, tản ra sau ở đây nhá. Thiết kế này mình rất là thích chứ không thích ở sườn như này, mà ở đây là ok, thổi ra đằng sau là ngon nhất và khôn nhất. Thông số kỹ thuật của máy ở đây này, chúng ta sẽ check thị trường này. Và đây là hai cái hốc loa. Bây giờ tớ sẽ active máy và test máy cho mọi người nhá. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc Dell Gaming đó là 3500 của chúng ta, giống y hệt so với phiên bản đó là 3590 phiên bản G3 cũ các bạn ạ. Chúng ta sẽ có một led phím năng động trẻ trung với led phím màu xanh. Anh em sẽ thấy là bốn phím điều hướng ở đây chúng ta chơi game ASDW, nó được sơn một cái viền để chúng ta sẽ phân biệt những phím khác khi chúng ta di chuyển trong game. Ở đây thì máy có một bàn hành trình, bàn phím phụ gồm 4 hàng phím và phím điều hướng như này. Có lẽ chỉ hai phím này là bấm khó nhất này bởi vì nó khá là liền nhau. Còn độ lẩy của bàn phím thì mình đánh giá cũng ở mức gọi là trên trung bình thôi. Nhấn có vẻ hơi cứng các bạn ạ, đây hơi cứng một chút. Các bạn sẽ thấy là con chuột của nó này làm rất là lớn, bấm trái phải cũng hơi nặng tay các bạn ạ. Nhưng được cái Dell nó làm cái gì cũng kiểu dạng như chúng ta sẽ thấy là rất là chắc chắn. Đây là con tem Core i5 thế hệ 10 này, Vega mới này các bạn sẽ thấy này. Con này hỗ trợ cả tay chơi game này, này tính năng game switch này, cài đặt game này, màn hình này HD này, 15.6 inch viền mỏng. Chúng ta sẽ có một camera bên trên. À, test ổ cứng luôn cho mọi người này. Tức là ổ cứng của LVMe con này ở mức gọi là tầm trung thôi, đọc khoảng 2.1GB, gần 2.2GB. Và tốc độ ghi con này là rất là chậm, chỉ có 455 thôi. Nếu mà anh em chúng ta muốn xịn sò hơn thì thay cái ổ cứng khác anh em ạ. Chứ còn ổ cứng này đánh giá ở mức gọi là trên trung bình một tí thôi, không phải là nhanh. Chứ tốc độ ghi này chậm quá, tốc độ ghi nó tầm khoảng 1.5GB đến 2GB mới là ngon. Chứ còn ghi này chậm, không ăn thua. Nhưng nói chung với một chiếc máy giá rẻ thì chúng ta sẽ không thể yêu cầu quá nhiều những option cao đúng không? Nhưng mà việc bây giờ ổ cứng SD nó cũng rẻ rồi mà.
anh em nâng cấp một cái ổ cứng ngon hơn tầm khoảng PM981 512GB, tớ đổi cho anh em một củ. Nếu anh em muốn nâng cấp ổ 512GB nhá. Một củ nó đã bao gồm đổi từ 256 đến 512 nếu anh em có nhu cầu. Với phiên bản G3 cũ thì mình thấy nhiệt độ của nó khá cao khi chúng ta chơi game và làm đồ họa. Không biết G3 mới thì mình nhìn thấy nó làm mê rất chắc chắn, liệu có tản nhiệt tốt hay không? Đó là điều chúng ta luôn băn khoăn, bởi vì chơi game sợ nhất là nhiệt độ quá cao. Bây giờ đây sẽ cho kết quả luôn cho anh em nhá. Tớ sẽ chờ thêm khoảng 3 phút, sau đó thì tớ sẽ cho anh em kết quả luôn. A few moments later. Vâng, thưa các bạn, việc kết hợp với CPU thế hệ thứ 10, các bạn sẽ thấy là nhiệt độ cộng với cả cả màn hình thì các bạn sẽ thấy là mức hiển thị nhiệt độ của nó, đó là CPU ở mức 75 độ C. Nhiệt độ như này thì gọi là mát thì cũng không đúng, thông thường thì nhiệt độ khoảng dưới 70 thì là ngon. Như thế này thì vẫn chấp nhận được, bởi vì con CPU này có bộ lõi 8 luồng cơ mà anh em. Đấy, bộ lõi 8 luồng nên nó như này thì cũng là điều bình thường. Nhiệt độ của GPU ở GTX 1650 như thế này cũng là ok. Và các bạn sẽ thấy mức FPS đẩy lên khá cao, 54. Nhưng có điều, ở chế độ như này quạt hoạt động hết công suất và chúng ta nghe rất rõ. Quạt như này thì được gọi là không được êm cho lắm. Vâng, thưa các bạn, thì tớ đang chấm điểm C-band của con CPU, đó là 10300H. Con này thì với tiến trình sản xuất chip của nó là 14 nanomet chứ không phải là 10 nanomet các bạn ạ. 14 nanomet. Và thế hệ chip này thì không hiểu sao nó lại gọi là Comet Lake các bạn ạ. Comet Lake chứ không phải là Ice Lake. CPU được trang bị đó là bộ lõi 8 luồng 2.5 và có thể turbo boost lên 4.50, 8MB bộ nhớ cache. Và điểm số của nó đạt được khoảng 845 CB. Nếu tính điểm số này thì mạnh tương đương khoảng 80% so với i7-8750H thế hệ cũ. Vâng, thưa các bạn, thì với CPU như này thì các bạn có thể sử dụng các phần mềm render cực kỳ ok, ngon lành. Và với CPU này thì có thể edit các đoạn video 4K cũng khá ngon lành. Tất cả những cái phần mềm tính toán để CPU này kéo tương đối là ngon anh em nhé. Vâng, thưa anh em, là với GTX 1650 thì việc đồ họa mô phỏng ở đây cũng tương đối ok. Nhiệt độ của GPU ở mức khoảng 62 độ C và CPU mức khoảng 76 độ. Và anh em sẽ thấy là những hiện tượng giật lag mô phỏng thì nó không có. Mặc dù thì dòng GPU như là GTX 1650 này chưa hẳn là tối ưu tốt cho đồ họa mô phỏng, nhưng nó vẫn có thể làm việc hoàn toàn ok. Các phần mềm đồ họa 3D này anh em có thể vẽ trên chiếc máy này ok, ngon lành lắm. A few moments later. Ai chà, 105,29 FPS, một điểm số không tệ cho anh em nhá. Một chiếc máy chỉ với phân khúc giá là hơn 20 triệu đồng. Các bạn, là các bạn sẽ hỏi với CPU đời 10 như này thì liệu edit video 4K có ngon hay không? Thì đây sẽ là câu trả lời. 1, 2, 3. Việc chúng ta edit video thì sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như công ty mình cũng hàng ngày quay những video này thì tớ bắt đầu chỉnh sửa, sau đó report cho mọi người xem. Và hầu hết bây giờ thì đều port với định dạng 4K hết. Những chiếc máy thông thường thì không thể làm được, nhưng đối với những chiếc máy đời mới và hỗ trợ CPU khỏe và Vega GTX nó sẽ làm rất là nhanh. Các bạn sẽ thấy là khi render thì chiếc máy chúng ta đẩy CPU lên ngưỡng khoảng 80-90%. Đấy, nó đẩy lên 100% luôn. Và các bạn sẽ thấy là chip có thể nhảy lên trên 4 chấm. GPU thì nó sẽ hoạt động thấp hơn, nó chỉ khoảng 24-30 đến khoảng 40% là cùng thôi. Còn các on hoạt động ở mức 100%. Rất nhanh không các bạn thấy không? Đây là đoạn video hơn 1 phút, tớ đã cho rất là nhiều hiệu ứng vào rồi, các bạn sẽ nhìn thấy ở dưới này này. Ồ, quá là nhanh luôn. 53 giây để xong một đoạn video hơn 1 phút, trong khi đó những chiếc máy yếu của chúng ta sẽ mất khoảng 4 phút, 5 phút, thì đây chỉ mất có 53 giây. Một chiếc máy hơn 20 triệu bây giờ làm như này thì là quá là ngon rồi. Vâng, thưa các bạn, thì tớ đang test video 4K như mọi ngày đấy ạ. Với màn hình được trang bị đó là 15,6 inch Full HD IPS sẽ có góc nhìn rất rộng. Đây, góc nhìn của máy sẽ đạt 178 độ. Các bạn sẽ thấy là màu sắc trên màn hình thì nhìn cũng không nên nói tệ. Nhưng mà Dell thì ở những dòng sản phẩm tầm trung thì thường họ được trang bị một cái màn hình phải nói là không được tốt cho lắm đâu các bạn ạ. Nên chúng ta sẽ không hy vọng quá nhiều. Với màn hình độ sáng nó đạt maximum nó chỉ khoảng 260 CD, cường độ ánh sáng cho 1m2 thôi. Và tỷ lệ bao phủ màu nó đạt khoảng 60% sRGB và 37,8% RGB. Tỷ lệ tương phản đạt cũng không đến nỗi cao, nó chỉ đạt là 1151 thôi. Nói chung màn hình này thì mình đánh giá ở mức trên trung bình, nhưng con này phải nói là âm thanh của nó đỉnh đấy. Được tích hợp công nghệ âm thanh Lanomic Audio,
Các bạn chỉ thấy là âm bát đập khá tốt. Âm thanh sẽ cho ở thang điểm 9 và màn hình thì cũng nói luôn với các bạn chỉ cho ở thang điểm 8 thôi. Đây cũng là yếu điểm trên những số dòng đeo giá rẻ, đó là tỷ lệ bao phủ màu màn hình thấp và độ sáng thấp. Các bạn chỉ thấy là viền 3D đúng không ạ? Với hình ảnh khá đẹp. Màn hình của máy con này thì nó chỉ là 60Hz. 60Hz thôi, nó chưa phải là màn hình non. Trên phiên bản cao cấp nhất của nó thì có màn hình 144 các bạn. Còn đây là màn 60Hz bình thường thôi. Các bạn chỉ thấy là cả màn hình đang sử dụng hết 95%. Và mức FPS chúng ta chơi khoảng 100, nhiệt độ của CPU ở ngưỡng là vẫn nóng, 85 độ C. Còn với nhiệt độ chơi game như này thì con CPU i5 thế hệ 10 này chưa phải mát anh em ạ. Trên chiếc máy này có nhiệt độ ứng dụng là 87 độ C. Giá nóng vẫn đảm bảo để chúng ta chơi. Khi nào mà vượt ngưỡng khoảng trên 90 độ thì đó chúng ta rất sốc ruột luôn. Còn nhiệt độ của GPU như này là ok anh em nhé, tầm khoảng 72 độ C là chơi khá ok con này. Vâng, thưa các bạn có thấy là mình vừa test chiếc máy này từ phần cứng đến phần mềm. Đơn giản là tôi đánh giá chiếc máy này như thế này. Đây là một trong những chiếc máy có phân khúc gọi là trên cái phân khúc văn phòng một chút của Dell. Máy có thiết kế trẻ trung năng động. Các bạn sẽ thấy là hiệu năng qua các phần mềm test như dựng video 4K. Về nhiệt độ test full max cũng như chơi game thì nó hoàn toàn đạt được hết. Chỉ có điều là CPU nó ở nhiệt độ hơi cao một chút, thường chơi game đó là ở ngưỡng khoảng trên 80 độ C. Chưa được mát cho lắm, nhưng là ok. Còn với nhiệt độ của GPU lại tương đối là lý tưởng, nó chỉ ở mức khoảng trên 70 độ C khi chúng ta chơi những tựa game nặng. Và thậm chí chúng ta có thể dựng video 4K và chúng ta render, nhiệt độ hoàn toàn ở ngưỡng cho phép. Có điều không hài lòng trong các dòng sản phẩm đeo giá rẻ, đó là phân khúc rẻ, các bạn sẽ thấy đó là tỷ lệ bao phủ màu màn hình chưa được chính xác và cái độ sáng của màn hình phải nói là hơi thấp. Con này ít nhất phải đạt tỷ lệ bao phủ màu tầm khoảng trên 70% và độ sáng khoảng 300 nit thì ngon. Máy có bàn phím cũng tương đối ok, nhưng có vẻ những tờ bấm thì nó hơi cứng một chút, kể cả touchpad chuột tờ bấm hơi cứng một chút, còn đâu thì chả chê đi. Đây dù gì cũng là một trong những chiếc máy có thiết kế chắc chắn, phải nói là Dell họ làm máy luôn chắc chắn. Mặc dù máy làm hoàn toàn bằng nhựa, những cái cảm giác của mình cầm vào thì rất chắc chắn. Và bên trên thì các bạn sẽ thấy lớp này chống bám vân tay tương đối là ok. Đây là những nhận định của mình về chiếc máy Dell G3 3005 mới nhất và đập hộp mới nhất tại thị trường Việt Nam của mình. Với cấu hình đó là i5 thế hệ thứ 10, RAM 8GB SSD 256GB và GTX 1650 thì đây vẫn xứng đáng là một dòng sản phẩm tốt trong phân khúc đồ họa và gaming tầm trung. Máy có thiết kế thời trang, các bạn sẽ thấy đó là trẻ trung năng động, rất ok cho các bạn trẻ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn, thì kênh công nghệ của mình sắp đạt 100.000 sub rồi. Để ủng hộ mình nhiều hơn nữa thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ cũng như một đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta tương tác và gặp nhau nhiều hơn. Còn giờ, xin chào và hẹn gặp lại.